Ở video này chúng ta sẽ học cách chuyển cái từ cái functional component thành class component. Mình sẽ chuyển ở thằng movies này. Chúng ta sẽ cần cái này thành class đúng không? Chuyển nó thành class mà. Movie. Chỗ này mình xóa tạm một chút này đi. Mình sẽ gõ lại đoạn này. Nó sẽ được extend từ cái thằng component. Các bạn cần chú ý nhé, với mỗi một cái class component này thì nó phải cần một cái method là tên là render. Đây, render thì để nó có thể render các component ra, render các cái component lên giao diện chúng ta rồi. Cái help return này thì mình copy vào trong rồi. Ok, vậy là việc do thằng này báo lỗi là chưa định nghĩa đúng không? Thì thật ra cái thằng component này nó là của React. Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mình sẽ import như thế này. Mình sẽ import như này. Đấy, tại sao mình chỉ cần sử dụng cái thằng này mà mình lại import cả React này vào, thằng rất to này vào. Như các bài trước thì mình nếu mình dùng cái React Native có thì mình chỉ cần import một trong hai này, những cái đối tượng nào mình cần sử dụng đến đúng không? Nhưng mà các bạn có thể nhớ lại các cái bài, một cái bài trước mình nói về thằng bubble.io thì vậy. Thằng đấy nó chỉ rõ chúng ta là các cái lệnh JSX của chúng ta nó thực hiện như thế nào. Nó sẽ convert từ cái đoạn mã JSX sang tạo ra các cái component như thế nào. Thì nó sẽ, các bạn nhớ là nó gọi đến react.create đúng không? Nên là đây mình vẫn cần import thằng này vào để nó có thể tạo ra các component. Ok, vậy là cái việc chúng ta chuyển từ cái functional component thành class component là ok rồi, xong rồi. Chúng ta sẽ refresh lại, chạy nó không có gì khác biệt đúng không? Ok. Nhưng các bạn cần nhớ một điều là mình tóm tắt lại nhé. Khi chúng ta muốn fetch data thay đổi dữ liệu hiển thị thì chúng ta sẽ phải cần dùng sử dụng cái class component. Còn khi muốn hiển thị dữ liệu tĩnh thì dùng functional component. Và một điều nữa, khi chúng ta import thì chúng ta sẽ phải, vẫn phải giữ cái thằng React này để nó có thể tạo ra các cái component cho chúng ta.